Hi, xin chào các em. Chào mừng các em trở lại với kênh YouTube Toán Thầy Tín BMT. Thì ở video clip hôm nay thầy trò chúng ta cùng đến với cái bài là các hệ thức lượng trong tam giác vuông nhé. Thì thầy cho tam giác vuông là ABC. Từ A ta dựng đường cao AH thì ta có các hệ thức lượng. Thì ở đây thầy sẽ đặt là đối diện với góc A là cạnh BC thì thầy đặt BC sẽ có độ dài là bằng A nhé. Đối diện với góc B thì thầy đặt là cạnh AC có độ dài là bằng B nhỏ. Tương tự đối diện với góc C là cạnh AB có độ dài là C nhỏ nhé. Rồi thầy có cái cạnh HC, em thấy là AH vuông góc với BC, vậy suy ra là HC chính là hình chiếu của AC trên BC này. Thì bây giờ thầy đặt cái cạnh HC chính là bằng B phẩy nhé. Tương tự có BH là hình chiếu của BA trên cạnh BC, vậy thầy đặt cái BH này là C phẩy nhé. Rồi AH là đường cao thì thầy đặt là bằng H. Thì ở cái chỗ này thầy cũng có thể ghi lại bằng một công thức như thế này là AB bình bằng BH nhân với BC, thì thầy có AB bình chính là bằng C bình phương này, nó bằng BH chính là bằng C phẩy nhân với BC ở đây chính là bằng A. Đó. Hai công thức này đều như nhau nhé, nhưng mà theo cách đặt cạnh của thầy ghi lại như thế này. AC bình sẽ bằng CH nhân BC. AC bình chính là bằng B bình phương này. CH chính là B phẩy nhân với A. Đó. AB nhân với AC, AB nhân với AC chính là B nhân với C sẽ bằng AH nhân BC, chính là H nhân với A nhé, hay là A nhân với H đấy. AH bình chính là H bình này bằng BH nhân cho HC chính là C phẩy B phẩy. Thầy cũng có thể là ghi là B phẩy nhân với C phẩy đấy. Một phần AH bình chính là một phần H bình này sẽ bằng một phần AB cộng một phần AB bình cộng một phần AC bình, thì ở chỗ này chính là bằng một phần B bình cộng một phần C bình đấy. Tương tự BC bình theo cách đặt của thầy là cạnh bằng A thì nó chính là bằng A bình này bằng AB bình cộng cho AC bình chính là B bình cộng C bình. Thì thầy sẽ chứng minh 6 cái công thức này cho các em nhé. Phần đầu tiên thầy nhắc lại, đây là phần lý thuyết này. Chúng ta có hệ thức lượng trong tam giác vuông thì ta có 6 cái hệ thức lượng trong tam giác vuông này. Thì bây giờ thầy sẽ chứng minh từng cái công thức một cho các em nhé. Thì ở công thức số 6 này các em này. Các em lưu ý công thức số 6. Thì thầy khỏi cần chứng minh lại nhé, thì có là B C bình bằng AB bình cộng AC bình. Thì bây giờ thầy sẽ chứng minh, thầy sẽ sử dụng tất cả các cạnh ở bên này nhé. Đó, như thầy đã đặt rồi đó. Thì cái công thức số 6 nhé. Thì thầy có là A bình bằng B bình cộng C bình. Thì ở đây chính là cạnh huyền sẽ bằng là bình phương cạnh huyền sẽ bằng tổng bình phương hai cạnh góc vuông này. Thì cái này là định lý Pythagore. Chúng ta đã được học ở lớp 8 rồi. Rồi, bây giờ thầy sẽ chứng minh cho các em là công thức số 3. Các em thấy này, diện tích của tam giác ABC. Diện tích của tam giác ABC thì bằng là 1 phần 2 tích hai cạnh góc vuông này các em. Tích hai cạnh góc vuông ở đây chính là AB nhân với AC thì chính là bằng B nhỏ nhân với C nhỏ này. Và nó cũng sẽ bằng 1 phần 2. Bây giờ thầy coi BC là cạnh đáy thì lúc này AH là chiều cao, vậy nó sẽ bằng là 1 phần 2 tích cạnh đáy nhân với chiều cao. Cạnh đáy ở đây chính là bằng A này, nhân với chiều cao chính là bằng H. Thì em có 1 phần 2 BC bằng 1 phần 2 AH. Vậy thì em suy ra cho thầy chính là BC nó sẽ bằng AH hay là HA đấy. Đấy, thì có điều phải chứng minh. Tiếp đến, thầy sẽ chứng minh các công thức 1, 2 và 4, 5. Rồi, đầu tiên, để chứng minh được công thức 1, 2 thì thầy có này. Thầy xét hai tam giác. Xét tam giác ABH, AHB đây nhỉ, và tam giác
AHB thì thầy có là CAB. CAB này. Ta có. Em thấy này. Hai tam giác đó thầy có là AHB này. Nó sẽ bằng CAB và bằng 90 độ. Hai tam giác đó là hai tam giác vuông. Và có góc B chung này, các em thấy không? Thì có là thầy ghi lại là ABH này. Chính là bằng ABH là 1, 3, 2 này. Thì thầy viết lại là nó sẽ bằng là CBA này. Đó. Hai góc là một đó, CBA. Vậy thầy suy ra được là hai tam giác này là hai tam giác đồng dạng. Nó sẽ đồng dạng theo trường hợp góc góc nhé. Rồi, vậy thì ta suy ra được các cái tỷ số đồng dạng nào. Ta có là AH trên cho CA nó sẽ bằng HB trên cho AB và bằng AB trên cho CB. Rồi, vậy thì thầy chỉ cần xét cái cặp đằng sau đây này. Thầy có là HB, vậy suy ra này. HB trên AB thì HB bây giờ thầy thay luôn là HB chính là C phẩy này các em này. Trên cho AB, các em thấy AB nó có phải bằng C không? Thì nó sẽ bằng là AB này, AB chính là bằng C nhé, trên cho CB đó thì mình đặt nó bằng A rồi. Vậy từ đây thầy nhân chéo lên, suy ra được là C bình phương sẽ bằng C phẩy nhân A này. Đấy. Thì ta suy ra được là cái công thức số 1 là điều phải chứng minh nhé. Thì cái công thức số 2 nó y chang luôn nhé, nó tương tự nhé. Thì công thức số 2 này thì thầy lại xét tam giác CAB nó sẽ đồng dạng với tam giác CHA đấy. Nó cũng đồng dạng theo trường hợp góc góc nhé. Đấy. Cái này các em tự chứng minh lại cho thầy nhé. Vậy thầy suy ra được cái tỷ số đồng dạng chính là CA này trên cho CH nó sẽ bằng CB. Ở đây thầy chỉ cần lấy hai cái thôi. CB thì trên cho CA. Bởi vì ở bên này lấy đi ba cái nhưng mà thầy chỉ cần xét cái cặp phía sau thôi. Thì bây giờ thầy rút kinh nghiệm ở bên này thầy lấy là hai cặp thôi. Thì thầy thực chất nó là vậy. Hay là hay CA thì bây giờ thầy thay độ dài của CA chính là bằng B này. Đấy, trên cho CH thầy đặt chính là bằng B phẩy rồi đó. Bằng CB, CB đó chính là bằng A này. CA thì thầy ghi lại chính là bằng B. Vậy từ đó thầy suy ra biểu thức nhân chéo bằng nhau chính là B bình phương nó sẽ bằng B phẩy nhân A hay là A nhân B phẩy đều được nhé. Đó. Thì đây chính là cái công thức số 2 của hệ thức lượng trong tam giác vuông này. Ta có là điều phải chứng minh. Tiếp đến cái công thức số 3 mình đã chứng minh rồi. Công thức số 4 thì em lại xét cho thầy. Bây giờ H đúng không? Bây giờ thầy chứng minh cái công thức số 4 nhé. Thì các em thấy này, 1 phần AH bình đúng không? Bằng 1 phần AB bình cộng 1 phần AC bình. Vậy thì thầy xét cho các em là bây giờ thầy chứng minh công thức số 4 nhé. Thầy chứng minh công thức số 4 này, AH bình bằng BH nhân cho HC thì thầy lại xét hai tam giác là tam giác BHA hồi nãy này. Số 4 này thì ta xét là hai tam giác, ta có là tam giác AHB đồng dạng với tam giác CAB mà tam giác CAB lại đồng dạng với tam giác CHA. Vậy thì từ hai điều này thầy suy ra được là tam giác AHB
nó phải đồng dạng với tam giác CAH đấy, CHA đấy. Vậy thì suy ra được cái tỷ số đồng dạng là AH này trên cho CH nó sẽ bằng AB trên CH. Vậy thì nó sẽ bằng là HB trên cho HA. Bây giờ thầy chỉ cần lấy một cặp tỷ số đồng dạng bằng nhau thôi này. Đó, thì thầy suy ra được là AH, bây giờ thầy thay nhé, AH theo cách đặt của mình chính là bằng H trên cho CH. CH theo cách đặt chính là bằng B phẩy. Nó sẽ bằng HB, HB mình đặt chính là bằng C phẩy trên cho, à chỗ này là bằng HB thì phải trên cho HA nhé, thì chính là bằng H. Từ đó ta nhân chéo lên suy ra là H bình nó sẽ bằng B phẩy nhân C phẩy. Đó. Hai cái công thức này đều là một nhé, nhưng mà do cách đặt của thầy thì thầy suy ra được là AH bình mà bằng BH nhân HC, thì theo cách đặt ở trong một cái hình vuông như thế này thì suy ra được là H bình nó sẽ bằng B phẩy nhân C phẩy này. Đó. Từ đó thầy chứng minh đây là điều phải chứng minh này. Từ đó thầy chứng minh cái công thức số 5. Thì bây giờ thầy tính này, 1 phần H bình nhé, 1 phần H bình thì sẽ bằng, thầy áp dụng từ cái công thức số 4 này, 1 phần H bình thì có phải là bằng 1 phần B phẩy nhân C phẩy không? Mà thầy có là nó sẽ bằng 1 phần B phẩy này, từ cái công thức số 2 thì em thấy B phẩy, từ công thức số 2 nhé, thì em có thể suy ra được là từ 2 này, từ công thức số 2 thì thầy có là B phẩy nó sẽ bằng B bình chia A này. Đó, thì bây giờ thầy thấy công thức số 3, công thức số 1 thì C phẩy nó sẽ bằng C bình chia A này. Đó, thầy lấy từ hai công thức 1, 2 để thế vào cái B phẩy C phẩy chỗ này thì chính là bằng 1 phần trên B phẩy, thầy thay chính là bằng B bình phương trên cho A nhân với C bình phương trên cho A này. Đấy. Chỗ này bây giờ thầy xóa đi nhé. Rồi nó sẽ bằng 1 phần B bình phương nhân cho C bình phương trên cho A bình phương này. Mà A bình phương thầy áp dụng định lý Pythagore. À chỗ này thầy 1 chia cho B bình phương trên C bình phương. Chỗ này là 1 trên cho B bình phương nhân C bình phương trên cho A bình phương. Thì thầy chính là nhân nghịch đảo thì nó ra là A bình phương trên cho B bình nhân C bình. Vậy tiếp tục thầy lại có, theo Pythagore là cái công thức số 6 này, em thấy A bình sẽ bằng B bình cộng C bình này. Thì bây giờ thầy thay cái A bình phương bằng B bình phương cộng C bình phương trên cho B bình nhân C bình. Đó, thì thầy tách ra B bình trên cho B bình nhân C bình này cộng cho C bình trên cho B bình nhân C bình. Thì cuối cùng nó sẽ bằng là chỗ này B bình với B bình rút gọn thì nó còn lại là 1 phần C bình em này, cộng cho C bình với C bình rút gọn thì còn lại 1 phần B bình này. Từ đó thầy có là 1 phần H bình phương sẽ bằng 1 phần C bình phương cộng 1 phần B bình phương. Thì thầy đã chứng minh được công thức số 5. Vậy điều phải chứng minh. Vậy là thầy đã chứng minh cho các em hết 5-6 cái công thức của hệ thức lượng trong tam giác vuông nhé. Đó. Rồi chúng ta cùng đến với phần số 2, phần áp dụng làm bài tập nhé. Thì chúng ta cùng đến với câu số 1 này. Thì người ta cho ABC rồi. AH thì dùng hệ thức lượng trong tam giác vuông tính cái độ dài XY. Thì đầu tiên thầy áp dụng định lý Pythagore. Thì thầy có là BC bình phương này, nó sẽ bằng là AB bình phương cộng cho AC bình phương. Vậy suy ra ta lấy căn hai vế là BC nó sẽ bằng là căn bậc 2 của AB bình cộng cho AC bình này các em. Vậy nó sẽ bằng căn bậc 2 của AB ở trong đề bài nó cho bằng 6 bình phương này cộng cho AC chính là bằng 8 bình phương. 6 bình phương cộng với 8 bình phương chính là bằng 100, lấy căn xuống là bằng 10 nhé các em. Thì ở đây BC chính là bằng 10. Thì ta áp dụng hệ thức lượng trong tam giác vuông là AB bình này bằng BH nhân cho BC.
Vậy thì ta áp dụng vào cái công thức số 1 nhé, thì ta có là áp dụng hệ thức lượng trong tam giác vuông ABC. Thì ta có là BH AB bình nó sẽ bằng BH nhân cho BC. Ta tương đương được với là AB nó cho bằng 6 bình phương nè, bằng BH là chưa biết là bằng x, nhân với BC mình mới tính được bằng 10. Vậy thầy suy ra được là x nó sẽ bằng 6 bình phương chia cho 10 nhé, bằng 36 chia 10 là bằng 3,6. Vậy từ đó thầy suy ra được là HC, hay nói khác là Y, nó sẽ bằng là BC trừ cho BH. BC mới tính được bằng 10, thì 10 trừ cho BH chính là x đó, là 3,6. Vậy nó sẽ bằng 6,4. Tương tự, đây là câu A nhé. Tương tự câu B, mình cứ đặt ABC đi cho dễ. Tam giác ABC nè. Thì bây giờ thầy làm nhanh luôn là có là câu B nhé. Thì thầy áp dụng hệ thức lượng thứ nhất luôn là AB bình này bằng BH nhân với BC. Thì ở đây chính là AB bình chính là 12 bình phương này, bằng BH chính là x nhân với BC ở đây chính là bằng 20 này các em này. Vậy suy ra x nó sẽ bằng là 12 bình phương chia cho 20 bằng 12 bình phương chia cho 20 nó sẽ bằng là 7,2 nhé. X nó sẽ bằng 7,2. Vậy dễ dàng suy ra được là Y nó sẽ bằng BC chính là 20 trừ cho X này. X ở đây chính là 7,2. Vậy nó sẽ bằng là 13,8. Rồi chúng ta cùng đến với cái bài số 2. Câu 2 nhé. Thì các em thấy này, chỗ này thầy đặt luôn là tam giác ABC cho dễ nhìn nhé. Các em cứ nhìn vào cái lý thuyết phía trên cho thầy. Thầy đang đầu cố gắng nhìn vào lý thuyết rồi học thuộc lý thuyết cho thầy. Đó, đường cao chính là AH thì mình dễ dàng áp dụng được hệ thức lượng trong tam giác vuông nhé. Thì thầy có cái này rồi. Vậy thì thầy suy ra được là BC này. BC nó sẽ bằng là BH cộng HC này. BH cộng HC này các em này. Vậy là bằng 1 cộng 4. Bằng 5. Vậy dễ dàng thầy suy ra được là áp dụng hệ thức lượng trong tam giác vuông luôn nhé. Người thầy viết lại câu này đi. Đó, lại áp dụng hệ thức lượng trong tam giác vuông thì có là AB bình bằng BH nhân cho BC. Vậy suy ra là AB bình AB nó sẽ bằng căn bậc 2 của BH nhân với BC chính là bằng căn bậc 2 của BH chính là bằng 1 nhân với BC là bằng 5. Vậy nó sẽ bằng căn 5. Tương tự thầy có là AC bình nó sẽ bằng là HC hay là CH đó, nhân với BC. Nó sẽ bằng, suy ra được là AC nó sẽ bằng căn bậc 2 của HC nhân với BC. Mà HC ở đây chính là bằng 4, BC chính là bằng 5. Vậy căn bậc 2 của 20 chính là bao nhiêu? Là 2 căn 5. Đó. Thầy trò chúng ta cùng đến với cái bài số 3. Chúng ta có câu 3. Thì ở đây thầy cũng đặt tên cho nó là tam giác ABC cho dễ hình dung nhé. Thì để tính được BC thì ta dễ dàng áp dụng định lý Pythagore này, là cái công thức số 6 này các em này. Thì thầy có là áp dụng định lý Pythagore nhé. Cho tam giác vuông ABC này. Vậy thì thầy suy ra được là BC bình nó sẽ bằng AB bình
cộng cho AC bình. Vậy suy ra BC nó sẽ bằng căn bậc 2 của AB bình, ta lấy căn hai vế đấy, cộng cho AC bình, bằng căn bậc 2 của AB bình chính là bằng 5 bình phương cộng cho 7 bình phương. Thì các em nhập vào máy tính thôi, là căn bậc 2 của 5 bình phương cộng cho 7 bình phương nó sẽ bằng là căn của 74. Vậy ta để im luôn là căn của 74. Đó chính là BC. Khi có BC rồi thì ta ta lại áp dụng hệ thức lượng trong tam giác vuông tiếp. Bài này là hệ thức lượng trong tam giác vuông nên là ta cố gắng áp dụng hệ thức lượng trong tam giác vuông để tính toán các cạnh còn lại trong tam giác nhé. Khi người ta đã cho một số cạnh nhất định thì chúng ta áp dụng các cái hệ thức lượng trong tam giác vuông và ta tính toán cái cạnh còn lại đấy, thì bắt buộc mình phải thuộc hệ thức lượng trong tam giác vuông. Thì ở cái phần đầu tiên thầy đã vì sao nó có các hệ thức lượng này, thầy đã chứng minh cho các em rồi đó. Các em có thể tua đi tua lại và xem lại công thức nhé. Còn sau bài học này thì hãy cố gắng là học thuộc tất cả công thức của hệ thức lượng trong tam giác vuông nhé. Rồi, sẽ áp dụng hệ thức lượng trong tam giác vuông ABC. Thì bây giờ có y rồi, bây giờ mà thầy muốn tìm x thì thầy có hai cạnh góc vuông thì thầy sẽ nghĩ tới cái công thức số 5 này em này. Đó là nghịch đạo của bình phương chiều cao này, nó sẽ bằng tổng của nghịch đạo bình phương hai cạnh góc vuông này. Đó, thấy không? Vậy thì thầy có là chỗ này chính là AH nha. Một phần AH bình này, nó sẽ bằng là một phần AB bình cộng cho một phần AC bình. Hay nói cách khác á, là một phần x bình phương nó sẽ bằng AH, chính là bằng x đấy. Chính là bằng một phần AB bình phương, thầy thay chính là bằng 5 bình phương này, cộng cho một phần AC bình phương chính là một phần 7 bình phương. Thì từ đây thầy bày cho các em bấm máy tính cho nhanh nhé. Thì đầu tiên các em bấm cho thầy là một phần x bình nó sẽ bằng một phần 5 bình phương cộng một phần 7 bình phương. Thì em bấm là một phần 5 bình phương này cộng 1 phần 7 bình phương. Đó, thì em ghi vào đây là 1 phần x bình nó sẽ bằng là 74 phần 1225. 74 phần 1225. Đó, ta có 1 phần x bình bằng cái này. Vậy thầy suy ra được là x bình nó sẽ bằng 1 chia cho 74 phần 1225, vậy là bằng nhân nghịch đạo đấy. Thì chính là bằng 1225 chia cho 74. Thì em bấm vào máy tính cho thầy là 1 chia cho cái này. Thì em bấm là 1 chia cho ans. Ans có nghĩa là cái kết quả mình vừa mới tính được, đó chính là 74 phần 1225 đó, em bấm bằng. Đó, thì nó ra 1225 chia cho 74 này. X bình bằng cái này, vậy suy ra x sẽ bằng căn của cái này, thì em bấm là căn bậc 2 của cái an tiếp. An lúc này chính là cái kết quả mình vừa mới bấm xong, đó là 1225 chia cho 74 đó, bằng 35 căn 74 phần 74. Thì chỗ này sửa lại 74 nhé. Vậy thầy suy ra được là x chính là bằng căn bậc 2 của này mới bấm xong chính là bằng 35 căn 74 phần 74. Và 4 hay 35 nhỉ? Rồi, 35 căn 74 phần 74. Thì ở đây thầy tính được x và y rồi đó. Tiếp tục chúng ta cùng đến với câu số 4. Là câu cuối cùng trong ở video clip hôm nay nhé. Thì các em có này, có. Bây giờ mình cần tìm x, y nhé. Thì các em lại gọi cho thầy là tam giác ABC để dễ dàng gọi tên nó thôi. Thì thầy có cái hệ thức lượng trong tam giác vuông. Rồi bây giờ em thấy này, có AH, có BH, vậy thì thầy sẽ nghĩ ngay đến tìm x bằng cách sử dụng cái công thức là AH bình bằng BH nhân HC này. Đó, hoặc theo cách đặt H bình bằng B phẩy nhân C phẩy này, hai cái đều là một đó nhá. Đó. Thì thầy có này, áp dụng hệ thức lượng trong tam giác vuông.
áp dụng hệ thức lượng trong tam giác vuông ABC thì thầy có là AH bình này. Đó, thầy đang áp dụng cái công thức số 4 đó nhá. Là AH bình nó sẽ bằng BH nhân cho HC. Thầy tương đương được với là AH, bây giờ thầy thay số luôn đi, chính là 2 bình phương bằng BH chính là bằng 1 nhân cho HC chính là bằng x. Vậy từ đó thầy tương đương được là x nó sẽ bằng 2 bình phương chia cho 1 chính là bằng 4. Rồi. Vậy từ đó thầy suy ra được là BC nó sẽ bằng là BH cộng cho HC. HC là mới là bằng x đấy, thầy mới tính xong đó. Bằng BH chính là bằng 1 này cộng HC là bằng x này là 4 là bằng 5. Có BC bằng 5 rồi. Và có HC luôn rồi. Vậy dễ dàng ta tính được AC. Thì áp dụng hệ thức lượng trong tam giác vuông tiếp tục đấy. Đó, ta lại có là AC bình phương nó sẽ bằng đây, ta thầy đang áp dụng cái công thức số 2 này, AC bình phương này sẽ bằng CH này nhân cho BC này. Đó, thì AC bình phương nó sẽ bằng CH này nhân cho BC. Vậy suy ra được là AC, thầy lấy căn bậc 2 2 vế chính là bằng căn của CH nhân cho BC bằng căn bậc 2 của CH, thầy mới tính được chính là bằng 4 này, hay là HC đấy nhân với BC. BC ở đây chính là bằng 5. Vậy nó chính là bằng căn của 20 chính là bằng 2 căn 5. Đó, thì đó là bốn cái ví dụ thầy áp dụng hệ thức lượng trong tam giác vuông nhé. Các em có sẽ tua đi tua lại, và đặc biệt trong cái phần này các em bắt buộc phải thuộc các cái hệ thức lượng trong tam giác vuông nhé. Và các em có thể xem lại cách chứng minh của thầy, hoặc là các em có thể lật lại trong sách giáo khoa. Các em có thể dở lại sách giáo khoa trang 65, 66, 67 để xem lại các cái cách chứng minh người ta để trình bày trong sách giáo khoa. Nó cũng tương tự cách thầy chứng minh cho các em xem thôi. Và cố gắng luyện tập đi, luyện tập lại để thuộc hệ thức lượng trong tam giác vuông. Cái này rất là quan trọng bởi vì chúng ta sử dụng nó cho đến lớp 12, cho đến khi thi tốt nghiệp trung học phổ thông luôn nhé. Thì video clip của thầy đến đây là kết thúc. Nếu các em thấy thích thì hãy cho thầy một like, một share hoặc subscribe kênh YouTube của thầy, để thầy có thêm nhiều động lực để ra những video clip bổ ích hơn cho các em nhé. Xin chào và hẹn gặp lại các em. See ya.